Tướng cướp Hoàn Lương. Tác giả Đoàn Lư. Tủ sách vàng, tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi, nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2000. Người đọc Trung Nghị. Tướng cướp Hoàn Lương. Ngày ấy lâu lắm rồi, phủ Thượng Lang đắm chìm trong nghèo đói, khắp nơi dân ai oán, ruộng đồng sơ xác, nhà cửa tan hoang. Chợ Coi Sầu cũng như bao chợ khác, người ăn xin nhan nhản. Lạo Lầu cũng là một trong hàng hà sa số người hành khất. Con chết đói, vợ thì bỏ đi đến xứ nào không hay. Trong khi đó, quan lại ăn chơi phờn trí, quan văn thì tổ chức bình thơ, hát sướng, ca ngợi thanh bình, tìm mọi cách vơ vét tiền bạc châu báu đầy túi tham. Quan võ thì dương dương tự đắc, mình giỏi hơn người, ra sức hà hiếp dân lành, cây bè, cây đàn, đánh nhau lộn tùng bậy. Trộm cắp nổi lên nhiều như nấm, không ai dẹp nổi. Đã thế, từ phương Bắc, những kẻ giang hồ hảo hán, những toán cướp lại kéo xuống hoành hành. Lạo Lầu nghe thấy, nhìn thấy tất cả, nhưng chỉ né tránh và tìm cách an thân. Trải qua bao đời nay, tổ tiên của Lạo Lầu chỉ quen làm nương rẫy, đâu ưa chuyện đao to búa lớn, đâu thích nổi tiếng ở đời. Lạo Lầu đeo túi nải, khoác pha phẩy, bước chân ngàn dặm xin miếng cơm ăn. Một ngày kia, Lạo Lầu đến bắt gà. Trời nắng như giang, nhiều con suối nước cạn kiệt, cổ họng khô khốc, cái khát dày vò. Bước chân đưa kẻ hành khách bước vào ngôi nhà xây to cao, đầu chợ, xin ngụm nước uống. Chủ nhà là một gã béo tròn, béo trục, ngồi đầy tấm phản lim. Xung quanh là đám gia nhân phe phẩy những quạt lông công, lông phượng, mấy đứa hầu gái xoa nắn trên những cái u mỡ tú ụ. Vừa nhìn thấy Lạo Lầu, gã chủ nhà đã xua lũ chó săn báo lù. Con nào con nấy bóng mượt cao lớn tổng ngồng sổ ra vây quanh con người cốn khổ. Lạo Lầu định chạy ra cổng nhưng không thoát được lũ chó. Sự chịu đựng đã đến điểm cùng cực. Lạo Lầu buộc phải ra tay. Một cú đá kinh hồn giáng ngay vào bụng con chó to nhất làm nó lộn nhào xuống sân, lăn mấy vòng, đứng dậy khục khục, cụp đuôi kêu còn không ra tiếng. Những con khác giạt ra nhe nanh dọa nạt, phù. Một cú đá nữa phóng vào không trung, cái hài xảo bay ra, nhưng cái má chân đầy chai sạn đánh bốp vào mõm con chó khác, làm răng nó rụng giữa sân mấy cái. Gã chủ nhà tức lắm, lùa bọn gia nhân ra đánh. Gã đâu biết rằng cái ăn xin kia lại là hậu duệ của một dòng họ có võ, chỉ vì xa cơ lỡ vận mới nên nổi. Sau vài miếng võ của Lạo Lầu, bọn gia nhân bỏ chạy nháo nhào. Gã chủ hoảng quá, kêu cứu lắp bắp méo cả miệng. Nhưng thời buổi này thì ai cứu? Lạo Lầu sấn sổ bước vào nhà, mắt long lên vì tức thì ít mà chủ yếu là vì đói khát. Cơm đâu? Rượu đâu? Đem ra đây ta tha chết. Chủ nhà sợ quá, ì ạch tự tay bưng bê đồ ăn thức uống đãi kẻ ăn mày. Đánh chén no nê, Lạo Lầu đi ra khỏi nhà, không quên để lại lời cảm ơn tử tế. Đám gia nhân nhìn theo lấm lét. Lạo Lầu vừa đi ngược về phía Thượng Lang vừa suy ngẫm. À, ra bọn chúng cũng xoàng thôi. Chúng nó cũng chẳng khác gì lũ chó. Thời buổi loạn lạc này, chân lý thuộc về kẻ mạnh. Đấy là gặp phải ta. Kẻ nghèo hèn khác thì hôm nay đã mất mạng chứ còn gì. Nghĩ đến đây, Lạo Lầu thấy tức anh ách, ngất ngường quay trở lại nhà phú ông, quát tháo chửi bới om sòm. Rượu ngon nhà giàu đã làm Lạo Lầu nóng mặt. Vàng bạc đâu, đem nộp ngay. Chủ nhà run lập cập. Đám gia nhân mạnh ai nấy chạy nấp vào các xó xỉnh. Không có đâu, xin ông tha tội. Đem đây, mồ hôi nước mắt của dân đen đấy. Của mày à? Lạo Lầu gầm gừ. Đem mấy đôi giày vải tốt nữa và một thanh kiếm tốt, không nhanh bỏ mạng bây giờ. Mày cũng là đồ con chó. Biết không ổn, gã chủ nhà răm rắp tuân theo lệnh Lạo Lầu. Gã còn chuẩn bị cho kẻ ăn mày một con ngựa khỏe. Lạo Lầu ngập ngưỡng cưỡi ngựa ra đi, dấn thân vào con đường giang hồ, hào hán. Đi được khá xa, men rượu nguôi ngoai, cái thiện trong Lạo Lầu bừng tỉnh. Gã hào hán hề hà ngắm túi tiền của. Gã nông dân muốn trả lại ngựa và tiền cho chủ nhà. Dùng rằng mãi, không bên nào dứt ra được. Cuối cùng, gã hào hán dẫn máu phóng khoáng phiêu lưu đưa ra cách giải quyết hợp tình hợp lý. Tiền của chia một nửa, ngựa trả lại, giày vải, kiếm đem theo. Còn phải phòng thân, Lạo Lầu lưỡng lự đếm tiền, vàng, rồi gã dứt khoát chia đôi, buộc nửa kia vào yên ngựa, đập mạnh vào mông, thả cương xua nó chạy về phía hướng Bắc Gà.
Lão Lầu trở thành tướng cướp từ đấy. Thời gian sau, những nhà giàu nơm nớp lo sợ, nhà lúc nào cũng kín cổng then cài. Những ngày về sau, quan lại đỡ phần lếu láo, khối kẻ ăn xin được hưởng lộc trời nếu gặp Lão Lầu. Quan võ đỡ lộng hành hơn, gắng giữ cái đầu nối liền với cổ. Bọn trộm cắp cũng dè chừng kẻo dính đòn hào hán. Các băng đảng cướp vượt biên ít hơn bởi sự xâm phạm địa giới của Lão Lầu thì ốm đòn. Những kẻ có máu mặt trong giang hồ đi theo Lão Lầu ngày càng đông. Nhưng đây là đội quân hổ lún, khó mà giữ được nhân tâm. Lão Lầu chỉ cướp nhà giàu, không giết người vô cớ, không vơ sạch của nà, mà cho họ lối thoát. Còn quân của gã, ngược lại, cướp được càng nhiều càng tốt, không tha cả dân lành. Biết được chuyện này, Lão Lầu thẳng tay trị tội, quyết không tha thứ. Khối thằng đã đi đời. Lão Lầu hoành hành cả một vùng sơn cước, triều đình tìm cách triệt phá nhưng không làm nổi. Lão Lầu xuất xứ là nông dân, cái bản chất người nông dân trỗi dậy lắm khi che khuất thói xấu của một tên kẻ cướp nên được dân che chở. Là một hào hán khét tiếng đến vậy, nhưng Lão Lầu không tích lũy vàng bạc châu báu làm của riêng mình. Lão Lầu là nỗi kinh hoàng của các phú ông, quan lại phủ Thượng Lang và các châu phủ quanh vùng. Bọn chúng sợ Lão Lầu còn hơn sợ Hùm Beo. Con dân nghèo thì lại coi Lão Lầu là kẻ giang hồ cao thượng. Lão Lầu không như trước nữa, mái tóc bờm sờm không bao giờ dài, cái khăn vải chàm to tướng, mọi khi vẫn quấn trên đầu đã bỏ từ lâu. Hai bắp tay to như hoa chuối xăm những hình thù kỳ quái. Bộ ngực nở nang đồ sộ như trái núi cũng xăm đầy những hình quái gở bị che bớt bởi bộ râu đen xoắn tít. Đám quân của Lão Lầu suốt mấy năm trời xông rủi khắp các ngả vùng biên ải. Thời kỳ này, Lão Lầu không được vui lắm. Cái buồn cứ len lỏi vào tâm can. Gã thấy ân hận vô cùng bởi đã dấn thân vào làm điều ác. Đã đành do thời cuộc đưa đẩy, nhưng ngẫm đi, nghĩ lại thì nghề cướp bóc đời nào cũng chỉ là một nghề bất lương. Gã muốn quay trở lại sống một đời lương thiện, bình thản như muôn người, nhưng chưa tìm ra lối thoát. Hoàn lương đâu phải dễ, mà thời buổi này lắm nhiễu nhương như vậy, hoàn lương rồi liệu có được an thân không? Lão Lầu nghĩ đi nghĩ lại, đến chán chê, đói khát, chết chóc, đang rình rập, rồi lại tha phương cả họ, mỗi người mỗi ngà. Tướng cướp Lầu có ý lần tìm mụ vợ, nhưng mụ ta siêu giạt nơi nào mà biệt vô âm tín. Chưa biết chừng mụ ta trôi nổi ngược phương Bắc cũng nên. Một buổi chiều mùa đông u ám, mưa phùn lất phất, từng đợt gió lạnh thổi ào ào, đem theo cái rét buốt thấu xương thấu thịt. Cỏ xanh vàng úa rạt rào rào như những ngọn sóng, cây cối trụi lá rơ những cành cày cuộc chơ vơ giữa khoảng trời xám xịt. Đám quân rệu rã của Lão Lầu thất thểu đi về hướng tây bắc. Dạo này việc cướp bóc nghe chừng khó ăn. Triều đình sau bao nhiêu năm bỏ mặc dân đen, nay đã có minh chủ mới. Phép nước được ban ra, kỳ cương đang từng bước có mặt khắp nơi, khắp chốn. Lão Lầu muốn giải tán băng cướp trở về quê hương nhưng lại sợ bị trừng phạt nên cứ lần lữa chui lùi, thỉnh thoảng đột kích vào một hai nhà khá giả rồi rút êm lên núi chờ thời. Đúng là sống ở đời khó thật, chẳng biết được nào mà lần. Chiều nay, Lão Lầu đang dẫn đám tàn quân sang khu vực lùm nặng. Ở đấy, núi non hiểm trở, xa xôi khéo lánh, dân cư thưa thớt nên dễ bề ẩn nấp hơn. Đến cốc 10, Lão Lầu bỗng nghe tiếng trẻ con khóc. Tiếng kêu oa oa, xé ruột xé gan, gã liền đến gần quan sát. Lạ nhỉ, sao lại có đứa trẻ gào thét một mình giữa chốn rừng thiêng nước độc này? Gã căng mắt quan sát, một tay giữ cương ngựa, tay kia giơ ngang. Các ngón tay nhẹ nhẹ đưa lên đưa xuống, ra hiệu cho đám đàn em hãy cẩn thận. Có chân đập nhẹ vào bụng con ngựa chiến đen tuyền. Những tiếng kêu khóc oa oa, thảm thiết nghe đến nao lòng. Lão Lầu thấy buồn rùn cả chân tay. Gã nghĩ đến đứa con hiếm hoi muộn màng của mình kêu khóc đến kiệt sức vì đói.
gã khoát tay, một tên hung hãn nhất bọn cướp mò vào gần đứa trẻ, lão lầu nói nhỏ nhưng rõ ràng. Vào đi, liệu trường đấy, để tao vào xem, sợ chó gì? Thằng Hạo xứng sổ, nói oang oang, nó rẽ cây cỏ sồng sọc đi vào phía đứa trẻ, bỗng phập, thằng Hạo chỉ kịp kêu thất thanh, a, lối nọ, rồi mất tâm. Ngồi trên cao, lão lầu thấy tất cả nó bị tuột xuống hố trông, bẫy khổ rồi. Lão lầu hất hàm với bộ râu rậm rạp như rừng già, bảo tên thuộc hạ khác. Còn à, vào lấy đứa bé ra đây cho tao, mày đi men theo mép cái hố vừa sập mới được. Quanh đứa bé, thế nào cũng còn có mấy hố nữa đấy. Thằng còn vừa mon men vào gần vừa sợ, nhưng rồi nó cũng lấy được đứa bé ra ngoài. Lão lầu nhảy xuống ngựa, đón lấy con người bé nhỏ khốn khổ, nước mắt hào hán rơi xuống bội sâu chẳng khác gì mưa tuôn xối xả xuống rừng cây. Đồ khốn nạn, ta sẽ băm ra từng mảnh cái thằng khốn nạn nào đã cả gan thí đời con. Gã khóc nức lên, những mớ tóc trên đầu rung rung như bụi lau mùa đông gặp gió. Bọn đàn em không thể hiểu nổi đại ca của mình, mọi khi lão lầu dữ tợn như con báo thế mà giờ lại khóc nức nở vì một đứa trẻ con. Mấy đứa đàn em có chút máu mặt định giật quàng đứa bé đi, nhưng chúng vội từ bỏ ý định vì mắt lão lầu vằn lên những tia máu. Bọn chúng nhìn kỹ thấy đứa trẻ quả là kháu khỉnh. Nó chắc mới biết bỏ, tuy giá rét và khóc tím cả mặt, nhưng khuôn mặt nó vẫn bầu bĩnh. Nó đang run cầm cập, mở đôi mắt nhớn nhác nhìn lão lầu. Nó cố nín nhưng vẫn nức lên từng đợt. Chú bé khốn khổ nằm in trên tay hảo hán. Nó quay mặt về phía con người khổng lồ, tay nắm lấy những sợi râu dài, môi bặm vào, mút bắt tay lão lầu chùn chụt. Chắc nó đói quá, nhưng cái sự háu đói của nó, lão lầu nghĩ thế nào mai sau đứa bé cũng sẽ là một chàng trai đẹp mã, khỏe mạnh. Phịa ơi, thế mà nó, kẻ đang tâm dùng, nó làm mồi bẫy hổ. Trong khi chờ bọn đàn em cứu thằng Hạo từ dưới hầm trông lên, lão lầu giờ cơm nắm và thịt nướng ra nhai, mớm cho thằng bé. Nó ăn háo hức, dường như chẳng bao giờ biết no. Nó nuốt lấy nuốt đẻ những miếng thịt, cơm đã được những cái răng do khỏe của lão lầu nhai vội. Lúc lâu, nhờ hơi ấm của kẻ sang hồ tứ chiến, nhờ no bụng, thằng bé thiêu thiêu ngủ, thơ ngây. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, nó vẫn kịp tè một bãi theo hình cầu vồng, làm ướt cả đám râu rậm của lão lầu. Lão lầu căn dặn đàn em, mai phục cạnh hầm bẫy hồ, rồi ẵm thằng bé đi vào một cái hang gần đấy mà bọn đàn em đã chuẩn bị sẵn. Ngồi bên đống than hồng ấm áp, hai cánh tay lực lưỡng vẫn ôm ấp, khéo léo nựng đứa trẻ mỗi khi nó nấc, bật khóc trong giấc mơ. Điên phịa ơi, sao đời ta khổ vậy? Sao ta không có được một đời thanh thản mà luôn luôn đầy bão tố? Lão lầu lại suy ngẫm. Ngoài kia trời đã chập choạng tối, mấy tên nấu bếp đã chuẩn bị xong bữa cơm chiều. Ở ngoài kia có tiếng ồn, có tiếng loảng xoảng kim khí va chạm vào nhau. Thế rồi bọn đàn em trói gu bốn gã đàn ông giải vào hang. Nhắc thấy, lão lầu thét lên. Tui nằm á, bay đâu? Băm chúng nó làm mấy khúc cho tao. Thằng bé như con thỏ non, ngủ yên lành trong lòng con sói, giờ khóc ré lên vì con sói sủa. Lão lầu đổi giọng, ngọt ngào, bàn tay giày cộp vỗ nhẹ nhẹ vào lưng thằng bé. Ngủ đi con, đừng sợ, bắt được chúng nó rồi, sẽ cho chúng đền tội. Mấy gã tù binh hoảng quá, khóc xin rối rít. Chúng tôi bị bắt làm việc này thôi, cái khoẻ bắt chúng tôi phải làm, nếu không sẽ bị chết cả nhà. Cái gì, cái khoẻ là thằng chó ghẻ nào vậy? Lão lầu nheo nheo mắt hỏi, cố nói nhỏ để thằng bé đừng thức giấc. Cái khoẻ là vua con, ở xứ này, cái khoẻ nhiều tiền, nhiều lính và nhiều người hầu, chúng tôi là kẻ hầu hạ nhà kéo khoẻ thôi mà. Một người trong tốp tù binh nói, thật không, thật mà, cả bốn kẻ tranh nhau nói. Cởi trói, lão lầu ra lệnh, rồi lại hỏi, bố mẹ thằng bé này ở đâu? Chết hết rồi. Sao chết? Chỉ tại mẹ thằng bé này xinh đẹp thôi mà. Cái khuê muốn lấy làm vợ, không được, nên đã tìm cách giết bố nó. Mẹ nó vẫn không chịu lấy lão khuê, nên bị nhốt cho chết đói.
còn đứa bé ké khuầy bắt chúng tôi đem đi bẫy hổ. Không bắt được hổ, chúng tôi còn chưa biết sống chết ra sao. Ta sẽ cho biết thế nào là lạo lầu. Tối hôm đó mọi người đều được ăn uống no đủ. Ngày hôm sau quân lạo lầu san bằng dinh thự ké khuầy. Lạo lầu giao toàn bộ quyền cho dân nghèo xử tội kẻ gian ác. Họ đã quẳng ké khuầy vào khu dinh thự đang cháy đùng đùng. Cái ác của ké khuầy cũng thành tro thành khói. Kể từ ngày đó, lạo lầu càng yêu quý thằng bé hơn. Tối tối khi chui rúc vào hang cùng ngõ hẻm để ngủ, đám quân cướp lại được nghe những lời ru buồn ra diết. Ứ nọn nòn, nòn đắc nòn dí. Ru con ngủ cho ngoan, tiếng Tày. Một số tên đàn em thấy mùi lòng, nhưng có mấy thằng lại lấy làm khó chịu. Chúng khuyên lạo lầu nên đưa thằng bé cho ai nuôi. Lạo lầu quắc mắt. Hào hán không thích nghe chó sủa. Bọn chúng vội im bặt. Ít lâu sau, lạo lầu bỗng ôm đứa bé lặng lẽ ra đi. Lạo lầu đi mãi cho thật xa cái lãnh địa và quá khứ của mình. Lạo lầu quyết hoàn lương, sẽ phát nương làm rẫy nuôi thằng bé khốn khổ nhưng may mắn nên người. Chuyện lạo lầu đã có gần nghìn năm, nhưng dân vùng biên ải vẫn truyền tụng đến ngày hôm nay và cả mai sau nữa. Chân trời rộng mở. Khác với nhiều đứa bạn, tôi ít khi được đi xa. Cái bản nhỏ của tôi nằm khiêm tốn dưới chân một ngọn núi đá có tên là Lụa Pia. Ngọn núi đứng lẻ loi giữa những vạt đất thoai thoải bốn mùa tốt tươi ngô, khoai, đậu đỗ. Xa hơn một chút là những dãy núi đá cao ngất trời, quanh năm kết bè bạn với những đám mây. Bốn mẹ con tôi sống đầm ấm trong một ngôi nhà sàn đồ sộ do ông bà nội để lại. Bản tôi thật yên bình. Mấy chục căn nhà sàn lợp ngói, lâu ngày xám xịt rêu phong, cột kèo, sàn nhà và cả vách đều dùng ván gỗ nghiến. Ở đây không có điện, thiếu vắng nhà xây, nhưng gỗ nghiến thì chưa bao giờ thiếu. Xa đường cái, nên những triền núi trước, sau bản vẫn giữ được ngút ngạt màu xanh. Người nơi khác muốn đến khu vực rừng bản tôi khai thác đâu phải dễ. Muốn chặt hạ một cây nghiến cũng phải xin phép người già. Nếu không giữ nghiêm luật này thì làm sao tránh nổi họa đá lở, lũ ống và làm sao giữ được con suối trong vắt, cung cấp những giọt nước mát lành cho dân bản, làm sao có được những thửa ruộng bậc thang thoảng hương nếp bay. Nếu không giữ được rừng thì những cái cối giã gạo đâu còn ngày đêm miệt mài giúp người làm ra những hạt gạo trắng ngần. Nguồn nước đầu bản mà cạn kiệt thì lấy đâu ra những ruộng lúa nếp vì bất. Từ giống lúa nếp này, người ta làm cốm thơm ngon, ít nơi sánh kịp. Từ gạo nếp vì bất làm khẩu lam thì ngon chẳng còn biết chê vào đâu. Có lẽ không có nơi nào có nhiều lễ tế trong năm như ở Cao Bằng. Có thể nói ít có chỗ nào vào mùa cốm mà lại vui như bản tôi đang ở. Sàn sân nhà nào cũng rộn rã tiếng cười, cầu nối giữa các nhà lúc nào cũng nhộn nhịp người qua lại. Còn ánh trăng thì trong trẻo chan hòa, cao sang vời vợi như ước mơ vô tận của người vùng cao. Những nơi khác có thể thiếu ăn, thiếu mặc, bản nhỏ của tôi trời đất thương tình ít khi đói kém, tuy xa chợ nhưng đồ ăn thức uống cũng dồi dào. Thịt gà, thịt vịt thì nhà nào cũng sẵn, những con hoẵng thích ăn rau lang, lũ lợn rừng quậy phá mùa màng, đôi khi cũng bị trừng trị cho hết thói ngỗ ngược, lại là nguồn thức ăn ngon. Bởi vậy, mới 10 tuổi mà tôi đã được thưởng thức khá nhiều loại thịt thú rừng. Cách bản tôi không xa là hồ Thang Hen. Đây là một hồ rất đẹp, gồm có 36 hồ liên tiếp chạy dài gần 20 cây số theo triền núi đá. Cảnh đẹp ở đây tuyệt trần, thế nhưng lại có rất ít người được thưởng ngoạn. Tôm cá ở hồ rất nhiều, khổ nỗi ở đây quá hẻo lánh, nhiều thứ có giá nhưng chuyển thành tiền thì thật khó. Hàng ngày, tôi phải trèo đèo lội suối, vượt quãng đường rừng đến trường học. Nghe bố tôi kể lại, thì trước đây bố đi học còn khổ nhiều hơn. Để trở thành kỹ sư địa chất đối với bố tôi quả là một kỳ công. Bố tôi đi biển biệt tháng ngày, nghề địa chất là như vậy. Cơ quan chính của bố trước đây đóng ở gần Hà Nội. Nhưng theo như bố kể, thì bước chân vạn dặm của bố đã đi khắp mọi nẻo đường của đất nước. Từ dãy Phan Xipang đến Mường Tè, từ cao nguyên Đồng Văn đến núi Lang Biang, tận Tây Nguyên đã in dấu chân của bố tôi. Bố sinh ra ở núi nên đi đâu bố cũng nhớ núi rừng, bố xông pha mọi ngả để tìm tài nguyên cho đất nước. Rất tiếc bố tôi không phải là nhà văn, bởi ông có hàng kho chuyện kể không bao giờ hết.
Bố cũng có nhiều bạn bè khắp đất nước, nhưng người bố kết bạn thân thiết nhất là chú Sơn, dân chính gốc thủ đô. Bố tôi cùng chú Sơn kết nghĩa lạo tòng, quý nhau như anh em ruột thịt. Sau mấy tháng trời vào Tây Nguyên công tác, bố bị bệnh sốt rét. Khi khỏi ốm, sức khỏe giảm sút nhiều, nên bố chuyển về tỉnh làm việc. Bố hứa nếu hết năm học mà tôi đạt học sinh giỏi, thì bố sẽ cho xuống Hà Nội chơi với thằng Lâm, con chú Sơn. Và kỳ nghỉ hè này, tôi đã nhận được phần thưởng của bố. Lần đầu tiên, tôi được bước lên xe ô tô đi xa quê. Xe chạy vun vút trên đường quanh co, mới đi được một lúc mà mấy bà ngồi cuối xe đã say. Đang mùa hè, nhưng buổi sáng vùng núi đá quê tôi sương lan tỏa mờ mịt. Xe thận trọng vượt đèo Mã Phục. Ở đây phong cảnh thật hữu tình, con đường vòng vo dưới vách đá cao sừng sững. Từ trên cao nhìn xuống, thung lũng mờ mờ ảo ảo dưới những tai nắng đầu tiên. Những thửa ruộng bậc thang như sóng, bóng mấy cây cổ thụ vươn khỏi đám mây mù, trông nửa thực nửa hư. Xa hơn nữa là những ngọn núi đá nhấp nhô huyền ảo trước buổi bình minh. Chúng tôi đi dọc theo con sông nhỏ, nước réo ầm ầm qua những gành đá. Bố bảo đấy là Tà Cùn, sông này có nhà máy thủy điện, mấy chục năm nay cấp nguồn sáng cho thị xã vùng biên. Mấy ngày sau, bố con tôi về đến Hà Nội, tôi phải vượt qua 5 con đèo cao hun hút mới đến được thủ đô. Đường xa, vất vả, nhưng tôi được nhìn thấy nhiều cái mới lạ. Gần đến Hà Nội, trước mắt tôi là cánh đồng mênh mông, chẳng thấy núi đồi ở đâu, đường rộng thênh thang thẳng tắp. Xe lao đi vun vút, chóng cả mặt. Tôi được nhìn thấy nhiều loại xe, ngay cả trong sách cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Tôi reo lên, bố tôi đang ngủ gật gà, giật mình hỏi, gì thế con? Cái xe bố à, đấy cái xe gì mà to thế? A à, lối to quá. Bố tôi và mọi người trong xe bật cười, bố tôi xoa đầu tôi, ôn tồn, giải thích. Đấy là cái tàu hỏa, người ta còn gọi là xe lửa con ạ. Con tàu to, dài, phải gấp mấy chục lần cái xe mình đang đi, nó chở được rất nhiều người và hàng hóa. Thế cái xe to kia, à xe lửa kia, có chạy lên quê mình được không hả bố? Không được đâu con ạ, xe lửa chạy trên đường sắt, mà lên quê mình có nhiều núi, vượt nhiều đèo, sông suối, như vậy thì khó làm đường tàu lắm. Nhưng nhất định sau này sẽ có tàu hỏa lên quê mình đấy. Tôi cứ tưởng ở rừng mới nhiều cây, đâu phải vậy, ở Hà Nội cây được trồng san sát, râm mát cả con đường. Một lúc sau, tôi lại lay bố, suýt xoa, thì thầm. Nếu ở nhà, chắc tôi đã hét tướng lên vì kinh ngạc, ở đây nói to thì lại ngượng với những người xung quanh. Bố ơi, cái nhà gì mà to, cao, lại dài như vậy? Trời ơi, khiếp quá nhỉ? Bố lại phì cười, nhưng vội kim mặt nói. Không phải nhà con ạ, đấy là cái cầu, cầu Thăng Long đấy. Tính cả đường tàu nó dài gần 6 km đấy. Đây là cầu to và dài nhất nước ta. Quả là một sự choáng ngợp, từ trước tôi chỉ biết tường tận những cây cầu gỗ bắc tạm qua suối hay là cầu nối giữa các nhà sàn trong bản. Còn cái cầu khổng lồ như vậy tôi chưa từng nghe nói đến, chứ đừng nói gì đến chuyện được nhìn tận mắt. Vào thành phố, xe cộ người đi lại đông như đàn kiến, nhà cao cửa rộng san sát, đủ thứ tiếng ầm ào. Ở thị xã, lần đầu nhìn thấy nhà cao tầng, cứ tưởng ghê gớm lắm rồi, so với dưới này thì chẳng ăn nhầm gì. Tôi bận biểu, tay xách lách mang, hộ bố, bê túi quà nào là mật ong, nào là nấm hương, mộc nhĩ, mấy chai rượu thuốc do bố tự ngâm lấy. Bố cũng khệ nệ trên vai, bao gạo, nếp, mẹ gửi xuống biếu cô Thủy, vợ chú Sơn. Căn hộ chú Sơn ở mãi tít tầng 4 của một khu tập thể cao tầng, leo đến nơi cũng mệt kha khá. Bố đặt bao gạo xuống, bấm vào một nút đỏ cạnh cửa, có tiếng kêu. Cửa mở,
Một chú bé tầm tuổi tôi nhưng gầy, da trắng như tẩm bột. Cậu ta mừng quýnh, quên cả chào khách. Ba ơi ba, các cư, đến nhà mình. Chú thích gọi theo tên con. Tôi đoán chắc đấy là Lâm, con chú Sơn. Một người đàn ông da nâu sạm, mặc quần bò, áo mê ô, để bộ ria đen, chạy ra cửa, hai tay giang ra phía trước. Ô, lao tông, y o, di cũng mà ló. Ôi, anh bạn kết nghĩa, cái thằng di cũng đến hả? Trời, tôi không thể ngờ chú Sơn lại có thể nói được tiếng Tây mà lại nói lưu loát đến vậy. Nhìn dáng dấp, cách nói năng, cử chỉ của chú cũng đủ thấy chú là người đã từng xông pha những nơi rừng thiêng nước độc. Sau này, tôi được biết chú Sơn cũng như bố tôi và những nhà địa chất khác, ngoài việc giỏi kiến thức còn phải giỏi trong nhiều lĩnh vực khác. Trong đó hàng đầu là phải tìm cách học được càng nhiều càng tốt tiếng của đồng bào các dân tộc vùng cao, nếu không muốn bị đói. Thủy ơi, ra đây hộ bố con bác cư xách đồ vào nhà. Lâm, con hộ mẹ một tay. Tôi lý nhí nơi cổ họng. Cháu chào cô. Sao lại gọi là cô? Cháu gọi là thím thôi. Thím Lâm, chú Lâm, gọi theo tên thằng Lâm đấy. Chú là em kết nghĩa của bố cháu cơ mà. Chú Sơ nói lào bào với tôi bằng tiếng Tây, làm cho thằng Lâm và cô Thủy chỉ còn biết cười. Tối Hà Nội, đèn điện sáng trưng, dưới đường người qua lại rầm rập. Mấy cái quạt máy ở nhà chú Sơn quay vù vù cũng không xua nổi cái nóng nực của mùa hè. Căn hộ chú Sơn được phân gồm 3 phòng, nhưng so với căn nhà sàn của tôi thì nó quá chật hẹp. Sau khi tắm táp, cơm nước xong, cô Thủy định đưa tôi và Lâm đi ăn kem bờ hồ. Nhưng thấy mệt, tôi xin đi ngủ sớm. Bố và chú Sơn vẫn ngồi bên mâm cơm, chai rượu ngân tắc kè đã vơi gần hết. Họ trao đổi với nhau bằng thứ tiếng gì tôi chẳng rõ. Nằm trên giường, tôi vẫn có cảm giác như ngồi trên xe ô tô. Quạt điện phảng phất làn gió, tôi mơ màng, tưởng là gió núi. Cái buồn ngủ ập đến, tôi thấy mình bập bềnh trên mạng đi dạo trên hồ Thăng Hen. Tôi tỉnh giấc bởi những tiếng gà gáy chầm chầm, nhạt thếch và bởi cái oi bức thật khó chịu. Ở quê, tôi độ này ngủ vẫn phải đắp chăn, nghe tiếng gà gáy tôi nhớ nhà biết nhường nào. Gà bản tôi mà gáy thì đâu chỉ loi lẻ vài tiếng mà xâm gian cả một vùng, gà rừng cũng tham gia vào bản trường ca của họ nhà gà. Ngoài kia, chú Sơn và bố tôi vẫn thì thầm đàm đạo. Tôi như tỉnh, như mê, mường tượng dòng suối rì rào đầu bản. Lúc sau tôi tỉnh hẳn bởi tiếng gầm rú và tiếp theo là những tiếng ầm ào như tiếng đàn ong chuyển vùng. Ngày hôm sau, tôi được biết đó là tiếng xe máy và ô tô. Tôi không thể chợp mắt được nữa. Nằm thao thức, tôi nhớ vô cùng tiếng cúi giã gạo. Vài lần, mẹ ốm, mấy anh em tôi cũng đã từng thay nhau thức đêm để chăm sóc mẹ. Tôi đã nghe tiếng chim quen quý, não nuột giữa đêm khuya, tiếng giã gạo nhẫn nại, út bụp xòa, nghe buồn buồn hết đêm này qua đêm khác. Ngày hôm sau, bố đi giải quyết công việc chú Sơn và cô Thủy, cũng đến cơ quan. Tôi ở nhà với thằng Lâm, tôi hơn thằng Lâm một tuổi, nhưng cao hơn nó cả cái đầu. Nó cũng học lớp 5 như tôi, giống chú Sơn, thằng Lâm cũng vui tính, tốt bụng, tuy không được khỏe mạnh như bố. Thì ra, nó bị bệnh hen, tôi làm quen với nó nhanh chóng, nó dạy tôi chơi trò chơi điện tử. Nó nói, có thể sắp tới bố mẹ sẽ mua cho nó máy vi tính. Tôi không hình dung được máy vi tính hình thù ra sao. Dùng để làm gì? Thằng Lâm liền giải thích cho tôi một cách cặn kẽ, chỉ như nó là người làm ra cái máy đó không bằng. Chơi trò điện tử chán, thằng Lâm lại chơi đàn, cái đàn nhìn rất lạ mà nó gọi là đàn organ. Phải nói rằng nó đàn hay thật. Tôi cũng biết chơi đàn, nhưng là đàn tính, nhìn đơn giản hơn cái đàn của thằng Lâm. Mấy ngày ở Hà Nội, tôi được cô Thủy cho đi ăn kem ở bờ hồ, được chú Sơn dẫn đi thăm vườn thú, được vào nhà cười ở công viên Lenin, được xem xiếc, được cô Thủy đãi bún chả và được ăn cả bánh tôm Hồ Tây. Ngày Chủ nhật, cả nhà vào thăm lăng Bác Hồ. Chú Sơn, cô Thủy rất quý tôi, chiều chuộng tôi và yêu thương tôi hết mực. Đây là những kỷ niệm không bao giờ quên, những ngày sống ở thủ đô thật thích thú,
chỉ tội nóng và nhiều bụi quá, đường khét lẹt mùi khói như cháy rừng. Tôi giục búa về nhà vì nhớ mẹ, nhớ quê, cái chân tôi quen đi núi, cái tay hay làm, đôi vai hay gánh, vác. Tôi cũng nhớ những buổi bình minh rộn tiếng chim kêu vượn hót, nhớ làn khói vươn theo những mái nhà sàn khi chiều tà. Sục thế, nhưng khi chia tay cô Thủy, chú Sơn và thằng Lâm, tôi vẫn bịn xịn thế nào. Bố tôi thì cứ lo cho sức khỏe của thằng Lâm, dặn đi dặn lại chú Sơn, cho nó uống hết những thứ thuốc bố đem xuống. Xe chạy đã xa rồi mà những cánh tay còn vẫy mãi. Qua Tết Trung Thu, bố về thăm nhà, cho biết chú Sơn và thằng Lâm sẽ lên thăm tôi trong thời gian tới. Thì ra thằng Lâm bị ốm, những con hen hành hạ nó khi thời tiết chuyển mùa. Mấy thang thuốc hồi trước bố đem xuống có tác dụng, nhưng theo bố thì việc điều trị sẽ tốt hơn khi kết hợp giữa uống thuốc và đốt bấc. Đây là phương pháp chữa bệnh chỉ thấy phổ biến ở Cao Bằng, mà người nổi tiếng nhất là ké gì. Người Hoa. Chính vì vậy, bố đã viết thư xuống bàn với chú Sơn. Bố bảo thằng Lâm rất sáng dạ, lo gì chuyện học. Sức khỏe của nó mới đáng lo nhiều. 2 tuần sau, bố tôi nghỉ phép đón bố con chú Sơn về bản. Thằng Lâm thẫn thờ trước cảnh hùng vĩ của núi non. Nó xem tivi, xem băng hình chẳng còn lạ gì những mảnh trời xa lạ trên trái đất. Nhưng phim ảnh sao bì được mắt thấy tai nghe thực sự. Cũng như tôi, nó rất tò mò, cái gì cũng muốn biết. Đúng là dòng máu địa chất đã ngấm khắp người nó. Buổi đầu tiên đến bản, mặc dù tiếng thở vẫn khò khè, nhưng nó đã rủ tôi ra suối xem cối rã gạo. Tôi cứ nghĩ thằng Lâm hiền lành, đâu ngờ nó nghịch tợn. Ở bản tôi, từ trước đến giờ đã có đứa nào liều lĩnh nhảy đại lên cưỡi trên phía đầu cái cối rã gạo. Khi nước từ hai cái máng che bươn đổ ào ào xuống đầy cái máng phía cuối cối, đầu cái cối nặng nề từ từ nâng lên cao ken két. Út, út. Khi ấy, thằng Lâm liền nhảy lên ôm ghì lấy cái cối. Trông nó chẳng khác gì dũng tướng ngồi trên mình ngựa chiến hai vó trước tung cao lên trời, chuẩn bị xông vào trận mạc. Khi tiếng nước ở máng xòa xòa đổ xuống suối, đầu cối đột ngột lao xuống từ độ cao vài thước, cũng là lúc thằng Lâm bị hẫng rơi tõm xuống suối. Nó ướt sũng và run cầm cập, không biết do sợ hay bởi lạnh. Khí hậu về chiều ở vùng núi đá lành lạnh, ngay cả về mùa hè. May mà mùa này nước suối không nhiều. Lúc mới chân ướt chân ráo đến đây, thằng Lâm còn định rủ tôi đi tắm kia. Giờ thì nó được tắm một cách bất đắc dĩ. Tôi vội kéo nó về nhà thay quần áo, nhưng khi quay về bàn qua đường tắt, gặp cọn nặng, nguồn nước, khổng lồ đang cót két đưa nước lên cái máng ở độ cao hàng chục thước, thằng Lâm lại tròn xoe mắt và nó nấn ná ở lại xem, dù trên cánh tay khẳng khiu của nó đã nổi da gà. Tấm thân lòng khổng đang run lên từng đợt, nó lại nảy ra ý định đu lên cái nguồn nước để lên cao chục thước rồi rơi xuống suối lần tiếp chắc. Tôi phải lôi nó về nhà. Mẹ tôi bắt Lâm lột hết quần áo, giục anh Cư chất củi vào bếp, cho nó sửa lửa trước khi tìm quần áo khô để thay. Khi nghe tôi kể lại chuyện cưỡi cối của thằng Lâm, thì bố tôi và chú Sơn chỉ còn biết cười, lắc đầu chào thua. Tối đó, sau khi ăn cơm xong, không biết có phải tại buổi chiều thằng Lâm tắm suối lạnh, hay là tình cờ mà nó lên cơn hen, nghe tiếng thở cứ như xẻ gỗ. Bố tôi vội vàng lên ngựa, dắt theo con ngựa nữa, đi đón ké gì. Dù đã phi rất nhanh, nhưng cũng phải một lúc lâu sau ké gì mới có mặt. Sau khi bắt mạch, hỏi han đôi điều, xem xét bệnh nhân, ké gì lấy ở cái túi da gấu ra cái hộp gỗ nhỏ lên nước bóng lộn. Ông thận trọng mở hộp, lấy ra một lọ dầu quả lai, rồi dở đến cái gói nhỏ trong hộp. Đấy là những thanh trắng muốt, nhìn hơn que tăm, dài gần ngón tay. Ké gì kéo áo thằng Lâm đến, nhúng que đó vào dầu lai, châm vào ngọn đèn dầu, tay kia lần tìm huyệt,
thình lình dí ngọn đuốc nhỏ đó vào ra nơi gọi là huyệt, nghe kêu tách, sau đó ké rỉ nhanh chóng đốt vào mấy huyệt nữa ở sau lưng, ở trán và ở đầu thằng Lâm. Lâm kêu ôi ôi khó nhọc, có lẽ vì sợ hãi và đau, nhưng lạ thay nó dễ thở gần như tức thì khi cái que lửa vừa cháy gần hết. Chú Sơn cũng rất ngạc nhiên, chỉ bố mẹ tôi là coi việc ké rỉ vừa làm như chuyện bình thường. Ở vùng tôi, khi có người bị ngất, chỉ đốt một cái vào huyệt nhân trung là bệnh nhân tỉnh liền. Thấy chú Sơn tỏ ra thán phục, ké rỉ giảng giải. Cái này tốt lắm vớ, nên ngộ gọi là đăng tâm thảo, chữa được nhiều bệnh à. Chú Sơn vui lắm, chú đã đem thằng Lâm đi khám chữa nhiều nơi, nhưng không đỡ. Bố tôi đã nhiều lần khuyên chú đưa thằng Lâm lên thử bằng cách này, nhưng chú cứ lần lữa chưa tin. Thấy ké rỉ nói tiếng Việt khó khăn, chú Sơn nói bằng tiếng Trung Quốc, nhưng ké rỉ lắc đầu, cười, để lộ hàm răng trắng bóng. Ngộ biết ít tiếng Hán thôi. Chú Sơn chuyển sang tiếng Tày, ké rỉ vui ra mặt, lão chậm rãi nói đại đề là. Đăng là đèn, tâm là tim, lõi thảo là cỏ. Đốt bấc chữa bệnh là cách châm cứu dùng bấc một loại cỏ để đốt. Trong nhiều trường hợp, cách chữa bệnh này tỏ ra có kết quả rất tốt. Khá nhiều bệnh nhân bị hen suyễn, đốt bấc kết hợp với một số thuốc nam, người bệnh khỏi hoàn toàn. Chú Sơn cảm ơn ké rỉ rối rít, rót rượu mời kính cẩn. Ké rỉ đón bát rượu ngô lim dim mắt, uống một hơi cạn, đứng dậy xin về, hẹn mai kia sẽ sang chơi. Chú Sơn và mọi người mời thế nào lão cũng không ở. Mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn hai ống gạo, mái gà, giò, biếu ké rỉ. Theo thông lệ của miền núi, bố tôi lại cưỡi ngựa đưa ân nhân về tận nhà. Mấy ngày sau, thằng Lâm không bị lên cơn hen nào. Nó tiếp tục khám phá hết cái lạ này đến cái lạ khác ở thôn quê miền núi. Bố tôi và chú Sơn cũng leo trèo núi, nhặt thuốc, bắt tắc kè, chui vào một số hang hốc theo kiểu nghề nghiệp. Buổi sáng tôi đi học, buổi chiều như mọi khi tôi lùa đàn trâu vào những triền núi sau bản chăn. Lâm được đi theo tôi, nó vô cùng sung sướng khi được ngồi nghễu nghện trên lưng trâu ngay sau tôi. Tôi đem theo sách để cho thằng Lâm đọc, nhưng nó làm sao chịu ngồi yên khi bọn trẻ chơi trận giả, khuôn chuột. Nó say sưa tham gia những trò chơi quái quỷ của lũ trẻ vùng cao chẳng khác gì lúc say sưa trên những phím đàn organ. Không biết nhờ ké gì chữa bệnh hay bởi không khí trong lành hoặc được vui chơi thỏa thích mà thằng Lâm béo khỏe ra trông thấy. Lại một tuần trăng nữa đến, trăng vằng vặc, rải ánh vàng xuống núi rừng và xuống từng sàn nhà bản tôi. Mùa cốm đã đến, hương lúa nếp vì bất thoang thoảng lan vào bản. Tiếng chày giã cốm râm ran, văng vẳng nhà ai tiếng hát then mượt mà, tiếng đàn tính ngọt ngào như hương vị mật ong. Ấy thế mà đúng lúc này, thằng Lâm lại nói với tôi là nó nhớ về Hà Nội. Nó bảo giờ chắc mẹ Thủy đang buồn nhớ nó, một mình ngồi xem tivi. Cốm ư, thằng Lâm bảo cốm ở đây chắc gì ngon bằng cốm làng vòng ở Hà Nội mẹ Thủy vẫn mua cho nó. Nhưng rồi nó đã phải sững sờ khi nếm thử miếng cốm đầu tiên. Cốm ở đây thật là mềm mại, rất thơm, rất bùi và ngọt. Mẹ tôi nói cho nó biết là cốm vùng này được trộn với nhân hạt dẻ mua từ huyện Trùng Khánh bên kia. Nửa tháng sống ở đây, thằng Lâm đã có thể tự nướng được ngô non, tập nấu cơm bằng bếp củi. Nó biết tại sao lại phải ở nhà sàn, vì sao bếp lửa trong nhà không bao giờ ngừng khuôn khói mù mịt lên cái gác thấp lè tè. Nó tận mắt trông thấy người ta cất rượu từ ngô, bột báng. Nó cũng biết cách làm, khẩu lam, tứ đồ ăn mà khi mới đến, thấy bọn trẻ đi chăn trâu đem theo, nó cứ tưởng là quả của một loại cây nào đó. Dạo này, bố tôi cùng chú Sơn đàm đạo nhiều thứ có vẻ tâm đắc lắm. Rồi bố tôi và chú Sơn ra thị xã nói có việc. Hôm sau trở về, đem theo mấy bao xi măng và cái máy gì đó, bố tôi nói bí mật. Mấy ngày sau, chú Sơn cùng bố và anh cư nữa hì hục đào bới, rồi xây cái gì không ai rõ ở gần suối. Rồi một tuần trôi qua, đêm cuối tháng, trăng khuất sau ngọn núi, nhà tôi bừng ánh sáng điện. Trước sự ngạc nhiên của mọi người,
Cái máy thủy điện nhỏ đem ánh sáng văn minh đầu tiên đến bản tôi. Chú Sơn bảo sắp tới, nếu mọi người muốn thì nhà nào cũng có thể có điện. Một tháng đi qua nhanh thật, thằng Lâm đã nhớ nhà lắm, nó cũng đã khỏe. Chúng tôi chuẩn bị chia tay. Bữa cơm thân mật gia đình có mặt cả già bản và ké gì. Chú Sơn tính trả tiền cho ké gì, nhưng lão không nhận. Lão còn hẹn ngày tái ngộ với chú Sơn. Chú cũng hứa nhất định sẽ đón ké gì xuống thăm Hà Nội, tiện thể khám chữa bệnh cho bà con. Sáng hôm sau, thằng Lâm vắt vẻo trên mình ngựa ngay sau tôi. Nó khư khư ôm lấy bó khẩu lam. Tôi tin rằng một ngày kia, mùi cốm Hà Rẻ, mùi thơm khẩu lam sẽ kéo thằng Lâm trở lại thăm bản tôi, cho dù nó không cần phải chữa bệnh nữa. Những mạch nước. Lì Sang mệt quá rồi. Hai chân của nó lầy bẩy run như con chó mừng đón chủ về nhà. Mồ hôi trên người nó đầm đìa, nắng cay gắt như đổ lửa, nhưng không làm bay hơi được những giọt mồ hôi to gần bằng hột ngô đọng trên khuôn mặt trắng trẻo của nó. Hai vai đau tê tái bởi hai sợi dây thừng bện bằng sợi lanh đang siết chặt xuống. Lì Sang há mồm thở hồng hộc, bàn chân trần gắng bám vào những hòn đá lởm chởm leo lên dốc. Nhà nó hãy còn xa. Gắng một chút nữa thôi, tay nó bám vào tảng đá chênh vênh bên lối nhỏ. Qua được chỗ này thì sẽ đến chỗ khá phẳng. Mới đi học được 6 năm mà cái chân nó đã không quen leo dốc. Lì Sang đứng tựa vào tảng đá to để hai bắp chân đỡ đau, rồi mới từ từ đặt cái lù cởi xuống. Nó nằm vật xa đất dưới gốc cây dọc. Trời xanh thăm thẳm không một gợn mây. Nó thèm khát một cơn mưa. Trời nắng hạn đã một tháng nay rồi. Nhìn những cây ngô khéo hắt trên nương, lòng nó đau rát như vướng phải lá han. Khi lồng ngực nó đỡ nhảy thình thịch, Lì Sang ngồi dậy đón làn gió hiếm hoi của trưa hè. Nó nhìn vào cái lù cởi trong có đặt cái chum đựng nước mà muốn rơi nước mắt. Nó khát cháy cổ nhưng không nỡ uống ngụm nước trong. Nó trèo lên cây dọc hái những quả vàng mọc thưởng thức cái vị mu chua ngọt. Cơn khát nước qua đi, nó nhìn xuống dốc, chân núi xa mở tít tắp, con đường lên bản nó, từng tốp người đang lầm lũi gùi trên lưng, những ống bương, những chum đựng nước, đoàn người đốt đuốc ra đi từ gà gáy, giờ mới về, lấy được giọt nước ăn thật khổ. Lý Điên của Lì Sang cao ngang trời. Cuộc đời của người Hơ Mông có nhiều nỗi khổ, nhưng thiếu nước ăn là cái khổ triền miên. Đói có thể chịu đựng, khát làm sao chịu nổi. Nước ăn, nước sinh hoạt ở đây phụ thuộc vào trời. Mùa mưa thì người ta hứng nước mưa để dành, mùa khô thì chịu khó xuống núi gùi nước. Mưa ít không có nước để dùng, mưa to, mưa nhiều thì lở đá xuống nhà có thể què cẳng, vỡ sọ như bỡn. Ở lục khu này, ai đã qua một lần sẽ rõ cái nghèo, cái khổ của người Tày, người Nùng, nhất là người Hơ Mông. Nước ở Lý Điên, tăm poáng, được tận dụng một cách triệt để. Nước rửa rau xong thì rửa bát hoặc rửa tay chân, sau đó mới dùng để nấu cám lợn cho bò uống. Nước hiếm hoi đến vậy, mất mùa là chuyện bình thường. Người dân ở đây cực kỳ mến khách, nhưng khi có khách lạ đến nhà cũng chỉ làm thêm một việc, đó là đổ thêm nước vào nồi cháo ngô. Đói no cùng có nhau vậy. Nhà nước cũng rất quan tâm xây bể hứng nước mưa dùng dần. Nhưng người ngày càng đông, lợn, bò, trâu ngày càng sinh sôi, cần nhiều nước ăn uống mà bể bê tông thì không sinh sôi theo được. Bởi vậy Lì Sang mới về nghỉ hè được hơn một tuần đã phải nai lưng đi gùi nước. Cũng vì vậy, tuần trăng này, trai gái không hẹn hò, không xúa cành. Chú thích thổi khen, ca hát như mọi khi, ai cũng người đau ê ẩm, sức đâu mà múa hát nữa. Ai ai cũng lo những tháng tới không đủ móng tá cứ để ăn. Gần đây bao trùm lên tăm poáng Lý Điên một không khí âm u là tiên vua vàng chứ đã về.
Vua ban cho người Hơ Mông no ấm, không cần làm lụng vất vả, vẫn có ăn. Người Hơ Mông sẽ sung sướng, có cái gì ăn, cứ việc ăn hết, không cần dự trữ. Người đưa tin này là lão Mùa A Hờ. Lão là người năng nổ nhất trong việc vận động mọi người hãy mau mau di chuyển về phía Tây, đi với vua Vàng Chứ. Lão A Hờ làm thầy mo nên mọi người rất dễ nghe những lời nói thâm hiểm của lão. Một số người cả tin đã mổ lợn mổ gà để ăn, nhưng trời vẫn khô hanh, chẳng thấy có nước tự chảy về nhà mình, vẫn phải dán sát mặt vào con đường dốc để củi nước. Tất cả những sự việc này đều không lọt qua được mắt Lì Sang. Dù thế nào đi nữa thì nó cũng là người học cao nhất ở vùng này. Vài năm nữa nó sẽ thi vào trường đại học, nó không thể nằm đấy mà để mặc lão A Hờ khua môi múa mép. Đêm đó trời cao trong vời vợi, trăng 18 chênh chếch nhìn xuống trần gian như nàng thiếu nữ e lệ, trăng nhạt nhòa chiếu ánh sáng quý phái xuống bản Lý Điên nghèo khổ. Lì Sang với lấy cái khen của bố treo trên vách ngắm hồi lâu, có khi mình múa khen thua xa mấy thằng bạn. Bọn thằng Pao, thằng Sùng không học hành gì giáo, 12 tuổi đã cưới vợ, suốt ngày lội cụi làm ăn, tối tối uống rượu vui chơi, chắc giờ cũng thổi khen giỏi lắm. Chúng nó thạo xúa cành thì mình biết chữ, mình còn biết thổi sáo và còn bập bẹ chơi đàn guitar. Lúc nào đàn giỏi, gom góp tiền học bổng lại, mình sẽ mua cây đàn đem về bản, khối người mê cho mà xem. Nghĩ vậy, nhưng Lì Sang vẫn bước ra sân, ghé miệng vào cái khèn, tay nhịp nhàng, bịp mờ những lỗ đục trên các lóng trúc ống mượt. Những âm thanh giạt diều với nhiều âm điệu vang lên cùng lúc như sự đoàn kết một lòng của người Hơ Mông, như hơn 50 dân tộc ở Việt Nam cùng cất tiếng hát. Pừ, pập, pừ. Tấm thân uyển chuyển, đôi chân xoay, co duỗi nhịp nhàng. Lì Sang mải mê, vừa múa, vừa thổi khèn. Tuy chưa được uống rượu, nhưng người cứ nhẹ lâng lâng. Bọn trẻ con và thanh niên tụ tập vòng trong vòng ngoài, ai ai cũng háo hức, bỗng có tiếng oang oang. Chúng mày làm gì hả? Ai cho tụ tập ở đây? Không sợ vua trừng phạt phải không? Hàng trăm cặp mắt nhìn chằm chằm vào người vừa nói. Thì ra là lão Mùa A Hờ. Dường như không nghe thấy cái giọng hách xịch của lão thầy mo, Lì Sang vẫn mê mải múa thổi khèn. Pập pừ, pập pừ, tiếng nhạc vẫn thiết tha bay vào đêm trăng. Thằng kia, mày có nghe thấy gì không? Mày không sợ vàng chứ à? Những tia sáng lóe lên từ đôi mắt san của A Hờ, lão ta cứ tưởng Lì Sang cũng sợ lão như mọi người ở Lý Điên. Cái gì, sợ gì? Tao chỉ sợ tao thôi. Lì Sang thủng thẳng đáp. A Hờ nghiến răng. Mày dám nói láo với tao à? Tao sợ gì mày? Chỉ sợ tao khi làm việc ác thôi. Chúng mày đâu? Chói thằng này lại cho tao. Mùa A Hờ ra lệnh. Đám đông nhìn lão ra lấm lét. Chẳng ai dám nhúc nhích, bố mẹ Lì Sang chạy ra van xin lão tha tội. Sang đưa cái khèn cho thằng Pao cầm hộ, lên giọng thách thức. Mày giỏi vào bắt tao đi. Bay đâu, bắt lấy nó. Chẳng ai đáp lời lão già. A Hờ hùng hổ lao vào, Lì Sang tránh sang bên, ngáng trên lão thể mo ngã sấp xuống sân. Mọi người đồng thanh kêu ồ, một số thanh niên xì xào. Thằng Sang biết võ đấy, công an đón nó đi học từ khi còn cờ chua mà. Mùa A Hờ vừa lồm cồm bò dậy, vừa dọa dẫm. Mày sẽ chết, mày phải chết thằng xanh con kia. Nhưng lão vội lùi nhanh ra khỏi đám đông khi thấy Lì Sang lừ lừ tiến lại. Chết á? Tao thách mày đấy, thách cả cái lão vua của mày nữa. Lì Sang hét với theo, nó quay sang đám đông. Sùng à, mày xúa cành đi, mày múa giỏi lắm mà.
Thảo A Sùng bậm môi nhảy múa mềm mại như con công, tiếng khèn thiết tha, điệu múa cuồng nhiệt kéo xà trẻ bản Slý Điên đến mỗi lúc một đông. Rồi lần lượt cái khèn được chuyển qua tay Che Vèo, Bao và những trai bản khác. Bố Lì Sang bưng ra chum rượu thết đãi mọi người. Lâu lắm rồi mới có được một tối vui đến vậy. Đến khuya, trăng nghiêng cuối trời, cuộc vui mới tan. Mình múa khèn vẫn tốt chán, tuy mình chỉ được học trong những dịp nghỉ Tết, nghỉ hè. Lì Sang tự đánh giá về mình như vậy. Nó thao thức mãi không ngủ được. Những ngày học hành tôi luyện ở trường đã thành nề nếp. Giờ trái đi thật khó chịu. Nó biết rõ về mình. Cả tình người ta mới chọn được vài người đi học ở trường an ninh 3, mãi tận Lương Sơn. Nhà nước nuôi dạy nó từ khi còn thơ bé. Mỗi bận về thăm nhà đều có thầy giáo đưa đón tận nơi. Vậy thì cứ làm sao nó lại phải sợ cái lão thầy mo dởm đời. Nó được chọn đi học là bởi ông nội vừa vằn cây của nó có nhiều công trạng với đất nước. Có một thời bọn phì ở Tổng Cọt lùng nặng chà ngán ông nội nó là gì. Làn gió đêm khuya xua đi cái oi nồng của mùa hè. Lì Sang đã thấy buồn ngủ, nhưng nó lại nhớ đến ông ngoại của nó. Ông ngoại là người biết chữ Hmông, là người thông minh. Lì Sang chịu ảnh hưởng rất nhiều tính cách ông ngoại. Ngay bố nó cũng rất kính trọng ông. Chính vì vậy mà nó mới mang cả hai họ, vừa Lì Sang, Ngô Lý Sáng. Mấy ngày nữa, nó phải sang ông ngoại hỏi han một số việc quan trọng, trước hết là tìm nguồn nước cho dân bản Slý Điên. Nhà ông ngoại bên hạ thôn cũng gần thôi, giá như ông nội mà còn sống thì thế nào nó cũng được biết kế lạ. Sau khi sang thăm ông ngoại về, Lì Sang đi vào núi, mấy ngày sục sạo kiếm tìm. Cuối cùng, nó đã lần ra nguồn nước. Một buổi chiều, trước khi chuẩn bị về nhà, nó thấy một đàn rơi rất đông bay từ một cửa hang. Nó nghĩ rơi cũng là con vật máu nóng, nó phải uống nước, nó trú nơi ấm áp về mùa đông, mát về hè. Như vậy, trong hang có thể có nguồn nước. Lì Sang đi vào hang, sau một hồi đốt đuốc lần tìm, nó thấy con suối ngầm nước réo ào ào, chạy đến một nơi nào không rõ. Như vậy là tìm ra hướng mới. Hai ngày sau, nó còn phát hiện được một khe nước nhỏ trong một khu rừng già. Đúng là những kiến thức học được thật có ích, những lời khuyên bảo của ông ngoại thật có lý. Nó hân hoan trở về bản. Mấy ngày tiếp theo, lão Mùa A Hờ cũng tăng cường suối bày những điều nhảm nhí, gây hoang mang cho một số dân làng. Vài gia đình ở đầu bản chuẩn bị dục dịch chuyển sang Hà Tuyên. Chú thích, nay là Hà Giang và Tuyên Quang. Thấy sự việc khá phức tạp, Lì Sang đi ra xã trình bày rõ sự tình, đề xuất những công việc phải làm. Mới 15 tuổi nhưng nó trình bày rành rọt, làm cho bác chủ tịch xã và anh công an tăng cường tuyến huyện cũng phải vì nể. Hôm sau, dân bản Slý Điên và Tâm Póng được tập hợp lại ở một bãi cỏ rộng. Sau khi ổn định trật tự, giới thiệu đại biểu, nội dung cuộc họp, bác chủ tịch xã mời Lì Sang nói chuyện với dân bản. Bác chủ tịch là người Nùng, anh công an huyện là người Tày, còn chủ tịch mặt trận là người Hmông. Nhưng mới học lớp 2, cho nên không ai có thể thuyết phục dân bản Hmông tốt hơn Lì Sang. Sau khi hắng giọng mấy cái thật to, Lì Sang nhảy lên tảng đá, nói bằng tiếng Hmông. Đầu tiên, tôi xin báo một tin vui. Tôi đã tìm thấy hai nguồn nước. Đám đông ồn ào. Lão Mùa A Hờ vụt đứng dậy, mắt long sòng sọc. Lão sồn sồn đi về phía Lì Sang, chỉ tay quát. Nói láo, nhóc con nói láo, mày sẽ bị vàng chứ, phạt nặng đấy. Anh công an nghiêm mặt. Ông Hờ, ông đi về chỗ ngay. Lì Sang tiếp. Thưa bà con, nguồn nước ở trong hang mà tôi chưa biết tên rất nhiều nước. Sau này sẽ dẫn nguồn nước ngầm đó về bản làm ruộng bậc thang, tưới ngô, tưới lúa. Nếu bí thì chúng ta mỗi người một tay mở đường, đập đá để lấy lối xuống vực nước. Cùi nước từ đấy về bản cũng khá xa nhưng không phải leo dốc. Trước mắt bản có thể có nước ăn vì ở Khao Luôn có khe nước nhỏ. Chúng ta có thể dùng cây tre, cây bương làm máng dẫn nước về chứa. Phải mất nhiều cây đấy nhưng chúng ta ai cũng một lòng là làm được thôi. Hè năm ngoái có đàn lợn rừng về phá ngô ăn bí. Chúng ta đâu cần súng, mỗi người một khúc gậy đứng trên mỏm đá chặn các lối đi thì nhạo đập, thế mà còn giết chết mấy con lợn rừng thì việc làm máng nước không khó mấy đâu. Mọi người râm ran bàn tán. Lì Sang lại nói thêm. Thưa bà con, có mấy nhà đang chuẩn bị chuyển đi nơi khác sinh sống, nhưng tôi khuyên không nên đi. Chẳng có vàng chứ nào cả, không có vua như lời đồn đại đâu. Chúng ta phải tự cứu lấy mình thôi. Việc nào quá lớn chưa làm được thì chính phủ sẽ giúp. Những ai cố tình làm nhầm những điều bậy bạ thì ắt sẽ phải đền tội đấy. Bà con có cùng tôi làm máng dẫn nước về bản không nào? Hàng trăm tiếng nói nhao nhao, theo thằng Sang thôi. Được bác chủ tịch và anh công an gật đầu khích lệ, Lì Sang hăng hái nói nốt những suy nghĩ của mình.
Có những kẻ xấu tung tin gây chia rẽ người Hơ Mông với người Tày, người Kinh. Tôi học nhiều cái chữ tôi biết rồi. Các vua chúa của nước ta, ngày trước là họ Lý, họ Ngô, người Kinh, người Tày cũng có họ Hoàng, họ Dương, họ Đào, họ Trương. Bà con chưa biết thôi, họ Vừ là họ Ngô đấy. Nước Việt ta có Ngô Quyền đấy. Còn họ Vè hay Vàng là họ Hoàng, họ Che là họ Trương, họ Thào là họ Đào, họ Lì là họ Lý, họ Mùa là họ Mạc, họ Giang là họ Dương. Các dân tộc chúng ta là anh em, là họ hàng, đừng nghe theo kẻ xấu. Ngày hôm sau, mấy lão già bản được Lì Sang dẫn đi xem nguồn nước. Ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Buổi chiều, người người đổ vào rừng tìm tre, tìm luồng. Cái khe nước được đào sâu, rộng, kẻ đá để tích nước. Cán bộ xã còn xin huyện xi măng để xây bể hẳn hoi. Dọc nước mát đã chảy vào bể bản Sĩ Điên. Tuy chưa được nhiều để dùng thỏa thích, nhưng nó làm cho những giọt nước đến bản không có vị đắng cay, vị mặn của mồ hôi. Lão Mùa A Hờ sau vài ngày bực tức, lầm lì cũng phải mở to đôi mắt, lò dò bê cái vò ra hứng nước. Lão ngửa cổ tu ửng ửng dọc nước trong lành. Không biết lão có nghĩ đây là nước của vua Vàng chứ ban? Buổi tối đó, trời không trăng sao, gió đã thổi lồng lộng táp những ngọn lửa bập bùng. Già trẻ gái trai bản Sĩ Điên quây quần bên bếp lửa. Tiếng khèn Hơ Mông lại ra xít nao lòng bao thiếu nữ. Những bát rượu Ngô chuyển tay nhau đến ghé môi những chàng trai. Ngày mai, vừa lì sang trở lại trường học tập. Một tháng hè của cậu năm nay thật nhiều ý nghĩa.